Có một cái chú đi đâu lạc trên đây. Hả? Dạ. Có con cái gì không? Không ở dưới, giờ cảnh ở với ai? Em ở của mình. Hả? Mà em nằm bên kia mệt quá, em mới tới đây gặp bà chị nè, anh cô. Mà nhà ai tùm tùm ở ngay chỗ nào? Ngay một hồi đi lên con xe được mang. Có không? Dạ. Bây giờ tôi chở ông về ha. Dạ. Rồi ăn cơm đi. Tôi chờ có gì tôi. Có giấy tờ gì không? Có giấy tờ gì không? Có, em có thẻ căn cước rồi mà. Ờ. Đi ăn được. Em sẽ cúi không? Hả? Đi ngủ đi. Không biết chừng đi. Ăn đi, ăn đi. Đi bộ bên 5 ngày rồi. Trời ơi. Từ đâu? Ở Đắk Nông về mà người ta... Dạ, em sẽ nổ đó. Dạ, dạ, dạ. Ờ, anh cứ bỏ xe đi, tí nữa anh Úc Khoan chị anh chở cho. Thầu nó chạy mất đây. Nó không trả tiền, nó chạy mất đây. Về đây xỉu quá nằm. Em Nút Hóa đang đi giải cứu bé gái 12 tuổi, tình cờ gặp chú này đi bộ 5 ngày rồi. Chú bị lừa luôn. Đi làm bị ông thầu ổng lừa, ông bỏ chạy, không có trả tiền cho chú. Thì em được nghe chị này kể lại. Bọn em mới tung tung về đấy chứ. Mới đi giải cứu con bé 12 tuổi xong. Giờ đang nghỉ ngơi bất ngờ gặp chú này. Chú đi, chú không có điện thoại gì hả chú hả? Chú. Hả? Chú cái trắng đen mà mở lấy của chú. Trắng đen mà lấy luôn hả? Trời ơi. Chú mới lượm được cái bình mà chú định qua bên chỗ Honda cái chú xịt xin dưới chú đi. Chú có số, nhớ số điện thoại con cái vợ gì không? Chú lạ nữa, chú không nhớ. Không nhớ luôn hả? Chú tính là bà cái bà chỉ lên phố nè, anh lên này là xin xe. Có tiền. Ở trường hợp này để anh Út Hóa anh giúp đỡ cả nhà. Thì xe anh Út Hóa đang ở bên kia cả nhà. Bây giờ là giờ chú này ăn xong rồi cũng chắc dạ 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 để anh Út Hóa bút bắt xe. Chú ăn lại đi, chú ăn lại đi, xe tới rồi. Hả? Xe buýt mà, xe buýt là đường luôn chứ. Anh Út ơi, xe lộn xe anh Út ơi. Lộn xe anh Út ơi. À, về Buôn Hồ. Thì chú đi bộ 5 ngày rồi. Thì khá là đói nên là vào nhà chị này xin ăn nha cả nhà, xin cơm ăn. Đi qua đường cẩn thận xe. Đi trên đường thì gặp ai mình anh Út đều giúp hết cả nhà. Nãy em cũng thấy anh chú này đứng ngồi bên đây rồi mà thấy ngồi qua vật vã sao á. Chú ăn đi. Tuy nhiều cơ thể. Rồi chú tên là gì? Chú tên là gì? Chú tên Lực. Lực là cái gì Lực? Hoàng Văn Lực. Hoàng Văn Lực. À. Chú mới qua cái chai đó, chú xin cái chai nước là xịt chân. Ở trên xe có nước luôn cho chú luôn. Trên xe con có đâu? Ở trên xe có nước luôn, tí nữa con lấy cho.
chị có nước không? Thì cho chú chai đi, con tí em chạy qua kia. Là mình xịt nó vô chị em lượm. À, nó là chị rửa lại á, ông mới lượm cái đó, ý là ông nói vậy đó. Dạ. Ý là giờ chú xin nước hả? Ông xin nước nhưng mà anh qua chỗ xe máy vậy. Chị đang nói anh xịt cũng chơi quá. Bây giờ thôi để em lấy cho nước cho, để em lấy cho nước cho. Để em qua xe lấy nước cho. Em xin chai nước cho cả nhà. Mấy anh ơi, có chai nước nào còn mới không? Cho em chai cho cái chú bên kia nè. Đã nút đang giúp cái chú đó đi bộ 5 ngày. Đi bộ 5 ngày này. Có chai nước là còn nguyên không? Có chai nước còn nguyên không? Lấy cái nước ngọt ngọt đi. Ừ. Có không có. Chị được chị gái cho tiền nữa kìa. Rồi chú qua đây đi. Con đưa con dẫn chú qua. Nè, chú uống nước ngọt đỡ đi chứ bên con có nước suối rồi. Qua đây rồi tập hóa là anh Út con mua cho. Rồi qua con mua cho. Được, chú uống chai này được rồi. Chú xách đồ nó để anh con bắt xe cho chú về. Chú đừng đi bộ nữa. Có cái anh con bắt xe cho chú về. Chú nhậu dữ lắm hả? Sao nghe mùi rượu không vậy? Rồi chú qua. Uống ly sao mà nghe mùi rượu không vậy? Không nghe rượu hả? Chắc không vậy? Giờ có về không? Bắt xe tới về. Không có tiền đâu xe mà sao có tiền đâu mua rượu? Tiền anh chạy nước tôi có đâu. Để là hồi sáng đó, là có người mời ông ly rượu. Mời gì với ông này ông? Em không uống nghiện rượu. Không có nghiện hả? Giờ đâu mà tôi nói ông bạn với tôi cũng nghiện rượu ấy mà. Sáng giờ tôi cũng chưa có tiền mua rượu nè, giờ tôi phải bắt xe. Đại tá nói cho nó vợ con gì không? Dạ. Đại tá có vợ con gì không? Em có mấy nhà. Em có mấy sọc vườn không? Không. Giờ đi về không vườn hả? Dạ. Chú làm đến đây được mấy ngày mà không có tiền. Em làm này 2 tháng rồi đó, nãy chị cho mấy chục. Xe này kìa. Bước ra đây. Bước ra đây chạy con xe đi nè. Dục cái đó luôn đi chú, dục cái đó luôn đi. Dục cái đó luôn đi, mình cầm cho nước mình uống thôi. Để chú dục cái này đi, cái này chú lụm đúng không? Chú dục đi. Không có chai đó chú lụm. Chú dục đi. Chú bỏ đi chú cầm theo chị. Bún ma thuật kìa. Chị bún ma thuật hả? Bún về. Bún ma thuật. Đây. Chú về con tôm hả? Tôm. Con tâm là chỗ mình chịu chạy qua đó không? Mình đuổi về. Đây. Có cái mấy ngày rồi? 5 ngày, chỗ đất nông chạy lên, đi lên. Có tiền đi về hay gì? Đông tới đây 5 ngày. Như bên kia sao? Bên đây nè, tâm chờ đây chứ. Mình mới đi xuống xuống thôi. Mình mới đi lên mà. Đúng rồi. Trống kìa anh. Trời ơi, nhìn cái gì nhìn dữ vậy. Ủa
Ủa chú ở 2 tháng mà đồ chú ít vậy? Chú ở 2 tháng mà sao đồ chú ít vậy? Dục hết rồi hả? Sao dục đi? Dơ quá hả? À trong xe trong vỏ hay có võng kìa. Hả? Có võng đúng không? Hả? Đồ áo khoác võng. Chú dục rồi. Mày cho áo mưa người ta cho chú. À áo mưa cho chú hả? Ừ. Con tôm. Con tôm là nó đổ mình hãy lên thôi. Đúng rồi. Giải cứu bé đó. Bây giờ con tôm có 100 mấy á. Thì bây giờ chú này thì anh Út đang đợi đón xe cả nhà. Đợi đón xe để cho chú này đi về con tôm cả nhà. Sinh năm 72 hả? Là cũng lớn rồi, năm mấy rồi? Tuổi tuổi tí mà. Dạ. Tuổi tuổi tí. Có chú nằm đi là mệt quá. Mà chạy cái chuyện la. Hồi tối giờ ở đây luôn hả? Dạ, cũng nằm ở chỗ kia. Ủa chứ hả? Hồi tối giờ ở đây luôn? Dạ, mưa quá anh nằm ở luôn. À, mưa quá nằm đây luôn. Có nhà có cửa gì không? Dạ. Có nhà có cửa dở không? Có mấy con bậy. Làm sao? Có nhớ nhà mình không? Dạ. Có nhớ địa chỉ nhà mình không? Dạ biết chứ. Nhà biết. Chú ở huyện nào, thị xã nào? Ở ngay Ngọc Hồi, ngay chỗ đồn công an đi vô. Đồn công an nào? Đồn công an chỗ nào? Ở Ngọc Hồi Công Tâm á. Ngọc Hồi Công Tâm đi vô cỡ 10 cây. À. Chú ở đúng rồi. Rồi, quên luôn hả? Cái xã đó chứ bằng xã gì? Chú đó, cho con mượn căn cước coi, căn cước đó, nó xã gì chú ở đó thôi chứ sao? Căn cước chú đâu? Nói à. Nó không lấy luôn rồi. Gì lấy luôn rồi? Mẹ mày cứ lấy hay đơn á, còn trời. Sao nãy chú đó căn cước chú ở trong vô sách mà. Nãy là hỏi rồi, căn cước còn nằm trong tủ sách. Hả? Tôi nói, không biết ngày sau mà mấy con con đưa chú về bắt xe cho chú về. Giờ biết tiền về nhà không? Dạ biết. Bây giờ có về trả cho ở chỗ này. Vậy mà chú không có lo một mấy ngày rồi hả? 5 ngày rồi. Ngày sao thấy chân không sạch dữ vậy? Chân sạch quá. Không chân rất là sạch, dép cũng rất là sạch luôn. Bộ đồ dơ lắm. Thôi giờ cái để đồ dơ mấy ngày. Ôi đúng rồi. Xã mình ở mình không nhớ rồi sao về. Đắk Nông đừng có từ Đắk Lắk. Tôm. Đắk Lắk đi vào dạo đây chắc chết luôn á. Đắk Lắk mà đi vào dạo đây là hơi mệt á. Đây là hôm nay chú gặp anh hiệp sĩ lương quá đó. Có xe rồi mà bây giờ chứ không biết chú ở đâu rồi lấy gì cho chú về. Xe rồi. Con tôm rồi đúng rồi, con tôm kìa. Con tôm. Rồi lên đi, lên đi, chú lên, chú lên đi. Ông về tới chỗ nào? Tới dữ vậy. Dạ. Đang quay phim đó nha. Có bớt không nè, nè quay phim nè, giúp đỡ. Đi 200 thôi anh, giờ đang giúp đỡ quay phim này, đang chia sẻ ở đây là hiệp sĩ xe của ảnh kìa, xe cấp cứu của ảnh đó.
cổ chạy cổ chạy chùm cái ha. Ừ, chống vậy. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chú anh hôm qua. Dạ chú cảm ơn. Cảm ơn. Đại cảm ơn anh luôn nha. Đại cảm ơn anh nha. Điện thoại tôi nha. Không sao đâu, tôi đi về Bình Dương. Anh hỏi vô kỹ ra coi biết ông đâu mà thả xuống nha. Ông nói ở đó mà ở Ngọc Bùi mà ông không biết anh đâu. Không biết xã nào. Rồi tạm biệt anh nha. Rồi cảm ơn anh. Bây giờ anh em mình cũng lên xuất phát rồi cả nhà ơi. Xuất phát rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.